Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Lan Hoàng trở thủy trở lại với quý vị với cà phê sáng phần 2 của sáng ngày thứ ba hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của à, tất cả quý khán giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến gói cứu trợ của chính phủ Hoa Kỳ và sắp tới đây tổng thống Trump ký ban hành có thể là ngày hôm nay và tuần tới các chi phiếu sẽ được gửi đến từng gia đình một và những người đang thất nghiệp tiếp tục yên tâm để có được thêm 300 mỹ kim, không bằng với 600 mỹ kim trước đây nhưng rõ ràng đó là nỗ lực và ý nguyện của những nhà lập pháp Họ nói rằng à, Tình hình rồi cũng sẽ tốt hơn Nhất là có thuốc chủng rồi Đây là gói cứu trợ Có thể là gói cứu trợ cuối cùng Để giúp cho nền kinh tế của Hoa, Hoa Kỳ Có thể bắt đầu đi lại à, bình thường Và vì thế à, Không cần thiết phải có đến 600 mỹ kim phân nửa thôi Nghĩa là nếu mà không tìm được việc làm thì ít nhất cũng có được một số tiền để có thể sống qua ngày cho đến khi nền kinh tế của Hoa Kỳ được phát triển trở lại và bên cạnh đó những thắc mắc của không những riêng của những người Việt Nam ở Việt Nam mà trong đó kể cả những người bạn của chúng tôi những người Philippines nữa, họ nói rằng wow, gọi điện thoại về cho người thân nói rằng bên Mỹ này sung sướng quá, nhận được quá nhiều tiền trong khi ở trong khi ở các quốc gia của họ lại không có những cái tiền hỗ trợ, có nhưng mà rất ít. Thế nhưng ở nước Mỹ này điều cần thiết là phải có thêm tiền mặc dầu nước Mỹ bây giờ cái số tiền nợ đó thưa quý vị nó lên tới hơn 20.000 tỷ Mỹ Kim 27 28.000 28 tỷ Mỹ Kim và mỗi một ngày chúng tôi gửi đến các quý vị những con số liên quan đến thị trường chứng khoán trong đó có cái trị giá phân lời của công trái phiếu đó Điều đó cho thấy mỗi một ngày nước Mỹ vẫn phải bán công trái phiếu ra, điểm đáng chú ý thế giới vẫn phải mua công trái phiếu của Mỹ vì lý do các hoạt động về tài chính này họ vẫn cần đầu tư những cái khoản đầu tư có lời và an toàn thì không có gì an toàn bằng đồng đô la và cổ phiếu công trái phiếu của Hoa Kỳ. Vì thế, thế giới vẫn tiếp tục bởi vì họ phải nuôi ông Mỹ. Nước Mỹ đâu phải xài tiền riêng cho nước Mỹ đâu mà quý vị thấy những cái số tiền này đó hãy à, Ngọc Lan để ý coi mỗi một người thân trong gia đình của chúng ta ít nhất chúng ta cũng gửi những cái món quà về cho Việt Nam rồi có bao nhiêu gia đình chuyển tiền về mà không những Việt Nam tất cả nước Mỹ là hợp Trung Quốc mà cho nên những người này họ có tiền đó họ đâu có xài riêng cho họ đâu họ gửi đi nữa một gói cứu trợ thực sự đó trong đó bao nhiêu tỷ mỹ kim là đã được những người mỹ công dân mỹ chuyển tiền về cho nước trong nước cho nên mặc dù chúng ta thấy tình hình ở việt nam một đất quốc gia nghèo sống bằng du lịch và hôm nay là thê thảm luôn nhưng mà có những người thân trong nước gặp những hoàn cảnh khó khăn chẳng lẽ người ở nước Mỹ, người ở ngoại quốc, các quốc gia giàu có không giúp đỡ. Cho nên những cái số tiền này nói như vậy nhưng mà vẫn bơm về Việt Nam, vẫn bơm về Thái Lan, thậm chí Mexico, người họ sống bất hợp pháp ở đây, họ đi làm việc vậy mà họ vẫn gửi tiền, bơm bằng đồng đô la về. Cho nên nước mỹ à, chúng ta hay nói mỹ mà hơi nhảy mũi một chút xíu là cả thế giới bị ốm bị cúm là như thế nếu mà mỹ còn không sống được không có hoạt động kinh tế được thì làm sao các quốc gia nhỏ hơn trên thế giới này có thể sống sót được tất cả trên thị trường chứng khoán trên thế giới luôn luôn nhìn vào thị trường chứng khoán của hoa kỳ để đo lường được các hoạt động và cái sức khỏe về kinh tế cho nên cái gói cứu trợ này nó quan trọng lắm, nó không chỉ riêng cho những cái cá nhân chúng ta, nhưng mà còn đóng góp cho các khu vực kỹ nghệ khác nữa. Và kể cả thế giới, quý vị tưởng tượng cái hệ thống quốc phòng của Mỹ với 700 tỷ Mỹ Kim này, họ đâu có xài riêng cho họ đâu, mà họ đóng góp vào cho các hoạt động của các binh sĩ ở căn cứ ở nước ngoài. Và các địa phương họ hưởng lợi được từ những cái người binh sĩ này chi tiền và cũng như kể cả các quân đội hệ thống quốc phòng chi tiền nữa cho nên cái số tiền nó nó dàn trải ra rất nhiều đó là cái chuyện mà nước Mỹ chi tiền bây giờ mình nói đến cái chuyện mà người dân chi tiền thì thưa quý vị chúng tôi nghe được Ngọc Lan hôm qua dành nhiều thời giờ để đi mua sắm không biết là mua sắm cái gì, mua sắm cho ai. Nhưng mà Ngọc Lan kể lại rất như các câu chuyện để thấy rằng người Mỹ mặc dù Covid 19 vẫn phải xài tiền và cái chuyện xài tiền này đã đóng góp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ và cả thế giới như thế nào trong cái thời gian khó khăn này Ngọc Lăng À, ngày hôm qua thì Ngọc Lan phải dành nguyên một buổi để đi vào Socop Plaza đi để làm phóng sự. À, mình phải đi để mà nhìn thấy coi mọi người như thế nào. Yeah. Nó nó đông hơn là Ngọc Lan tưởng tượng mà ngày hôm qua yeah. là ngày thứ hai anh Thụy. Wow. Đi vừa vừa mới đến gần khu vực đó là đã thấy xe bắt đầu kẹt rồi và khi mà quẹo vào trong cái cái bãi đậu xe ở trên đường Bristol đó thì mm. wow phải đi vòng vòng một hồi thì mới tìm ra chỗ đậu xe rồi sau đó đó vừa vừa mới bước đến là đã thấy ở phía bên tay trái một cái nhà hàng ở ngoài trời đó bên tay trái tưng bừng mọi người ngồi ăn uống rất là vui vẻ thì điều đó ngọc wow. lan ngạc nhiên lắm bởi vì cái lệnh của thống đốc california là vẫn không cho ăn ở ngoài ngay tại nhà hàng yeah. mà chỉ có bán to go thôi à, tuy nhiên không biết có những cái thay đổi gì nhưng mà ngay ngày hôm qua ngọc lan cũng đã nhận được những cái giống như là những cái lời uh, mời mọc những cái lời uh, quảng cáo rằng là ngày hôm nay có một số những nhà hàng ngay tại vùng Lido, Sài Gòn này của mình thôi mở cửa trở lại. Tức yeah. là họ cho ăn ở ngoài. Như vậy thì cái lệnh của thống đốc Gavin Newsom hình như nó lại không có tác dụng ở trong Đúng. cái lúc này. À, Đúng rồi. Khi mà đi vào trong uh, South Coast Plaza đó, uh, Ngọc Lan uh, có một số hình ảnh để ghi nhận lại để quý vị cùng xem đông lắm có nghĩa là người ta đi mua hàng rồi xếp hàng chờ đợi ở đây hết từ ở trên lầu cho đến ở dưới đất ở trước những cái tiệm mà tiệm gọi là mình gọi là hàng hiệu anh thủy người yeah. ta vẫn xếp hàng nườm nượp Ờ, thì chưa biết là cái chuyện xếp hàng này là do giới hạn ở số bên trong nên bắt buộc phải ở ngoài hay là nó đông hơn cái mức để thấy rằng là cái chuyện mà người ta đi mua sắm thì nó cũng cho thấy là cái sự hồi phục kinh tế có tiền thì mới đi shopping được chứ Đúng nếu rồi. không có tiền thì làm sao đi shopping có người nói rằng là ô có thể là cái đông đúc này á là do uh, có cái tin rằng là À, có cái số tiền à, được 300 tiền thất nghiệp rồi mỗi tuần rồi 600 cho nên là người ta đua nhau người ta đi mua sắm mua rất là nhiều à, và mọi ngày hôm qua có một hình ảnh nữa cũng rất là dễ thương đó là à, mỗi khi người ta đi vào ở trong cái à, sau cốp Plaza này là để à, cho những em bé chụp hình với ông già Noel Uh, leo lên người ông già Noel để chụp hình. Nhưng mà vì Covid-19 thành ra là các em không được ngồi chung với ông già Noel mà ông già Noel ngồi ở trong một cái uh, cái phòng có cửa kính rồi cứ đến gia đình lần lượt đến xếp hàng. Mà khi đến xếp hàng như vậy đó thì các em sẽ được chụp hình với ông già Noel. Thì cứ mỗi một gia đình chụp hình xong thì uh, bước đi thì lại cái có một cái cô nhân viên đứng sẵn ở đó để mà xịt là cái tẩy trùng lên lao liền cái quần đó rồi mới đến gia đình khác đến ngồi chụp hình à, thì cứ luân phiên như vậy thì cũng họ cũng đã cố gắng để tạo ra được một cái gì đó cho nó um, Vui nhọn, nghĩa ừ. là để không để cho những đứa bé nó quá là buồn bã ở trong cái mùa Giáng sinh này. Và cái hình ảnh Ngọc Lan ghi nhận được là nó đông, đông, rất là đông ở trong South Pole Plaza ngày hôm qua. Mặc dù cũng ngày hôm qua thì thống đốc Gavin Newsom uh, đã tuyên bố có thể là cái lệnh ở nhà phải kéo dài thêm. Không phải là đến cuối tháng 12, 28 tháng 12 nữa mà có thể kéo dài thêm nữa, đúng không thầy? quả nhiên là như vậy quý vị sẽ thấy rằng tại sao phép vua mà thua lệ làng như thế vấn đề chính là phải do các nhân viên thanh tra y tế vệ sinh và ông mà, mà, mà lần trước đó, mình có đề cập tới khi mà có lệnh đóng cửa của chính phủ California và các nơi đó thì ngay lập tức các nhân viên y tế vệ sinh đã gửi thư nhắc nhở các nhà hàng cà phê vân vân là phải đóng cửa và chỉ được bán tugo thôi lần này thì dường như những cái lệnh này đã bị chống lại rõ ràng không những ở quận cam mà kể cả một số các thành phố ở quận los angeles nữa ngay cả các cảnh sát cũng tuyên bố họ không sẽ áp dụng bất cứ hoặc là tới để mà cảnh báo hay gì cả miễn làm họ tin tưởng các nhà hàng này giữ gìn vệ sinh thậm chí những nơi mà vũ thoát y rồi hộp đêm họ vẫn mở cửa như thường để họ nói rằng chúng tôi thực hiện tất cả những cái gì cần thiết khẩu trang vân vân để giữ vệ sinh. thì cái chuyện giữ vệ sinh này à, cùng cùng một lúc với cái việc mà giữ cho nền kinh tế nó sống còn ở các quận mà nhất là quận Can mà thuộc loại quận giàu có nữa. Vì vậy đó là lý do mà chúng ta thấy người dân vẫn đi mua sắm, các nhà hàng vẫn chống lại các lệnh này à, Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo gửi thêm quý vị những cái chi tiết liên quan đến những cái lệnh một lần nữa ở trong nhà và nó còn kéo dài do những cái ảnh hưởng của Covid-19 như thế nào Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo